Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bất ngờ kinh thiên Nguyễn Phú Trọng dính đến Việt Á vì sao lại vội phi tang chứng. Gắn mác hàng hiệu vào đồ dởm là hành động lừa đảo. Kẻ sản xuất đồ dởm mà không gắn mác đồ hiệu tội không nặng bằng kẻ gắn mác đồ hiệu lên đồ dởm. Bộ kit xét nghiệm của công ty Việt Á là bộ kit xét dởm. Tuy nhiên, nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gắn lên Việt Á một mác đồ hiệu. Đó chính là chiếc huân chương lao động hạng 3. Vì cái mác này mà không ít người dân tin tưởng vào sản phẩm này và ắt có người trong họ đã chết vì chót đặt lòng tin sai chỗ. Nhiều ngày qua trên báo chí nói rất nhiều về tấm huân chương lao động hạng 3 của công ty Việt Á. Từ xưa đến nay, việc xét tặng huân chương nhà nước cho những cá nhân và tổ chức đều được làm rất kỹ. Tuy nhiên, không hiểu sao chỉ việc xét tặng huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á dễ dàng đến như vậy. Chữ ký của ông chủ tịch nước sao mà quá dễ thế. Đây là hình ảnh tấm huân chương lao động hạng 3 của công ty Việt Á do đích danh ông Nguyễn Phú Trọng ký tặng. Đến nay thì đã lộ ra Việt Á không những là một công ty tội ác mang tính mạng hàng trăm triệu người dân Việt Nam ra kinh doanh kiếm lời. Việt Á trong vụ cung cấp kit giả còn là công cụ, còn là sân sau của một thế lực nhà nước mafia trong chính quyền. Lực lượng này đã dùng quyền lực nhà nước biến Việt Á một cơ sở kinh doanh cỏ con, manh mún, mua đầu chợ, bán cuối chợ thành một công ty đa quốc gia tầm cỡ. Nó thành cơ sở khoa học cấp nhà nước được độc quyền sản xuất kinh doanh bộ kit giả xét nghiệm virus corona COVID-19. Để bảo kê cho bộ kit giả của Việt Á, Bộ Y tế tức tốc cấp giấy phép quốc gia cho kit giả Việt Á lưu hành trên cả nước. Có sự bảo kê của cấp bộ, chính phủ thì rúm nhân viên lao động chân tay, chỉ biết chạy mánh, chỉ quen buôn đầu chợ, bán cuối chợ của Việt Á mới có được không gian tung hoành, tạo ra trong bóng tối hàng trăm triệu bộ kit giả cung cấp cho cả nước, thu về hàng ngàn tỷ đồng tiền lợi bất chính và nguy hại đến tính mạng của người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh cho thu hồi tang chứng, chữ ký của ông Bộ trưởng Bộ Y tế là tội ác. Cùng với tội ác của Việt Á thì chữ ký của ông chủ tịch nước trao tặng huân chương cho Việt Á mang tội không kém. Tuy nhiên, là chủ tịch nước nên không ai có thể đụng đến ông. Nhưng cứ ngỡ rằng chữ ký trên tấm huân chương lao động hạng 3 là chữ ký của ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng không, thật bất ngờ, đó chính là chữ ký của ông Nguyễn Phú Trọng. Không biết đã có hơn 43.000 người chết vì Covid-19, liệu ông Nguyễn Phú Trọng có thấy bản thân ông có phần trách nhiệm nào trong chữ ký của ông hay không? Không ai để ý đến tấm huân chương của Việt Á. Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 5, báo chí cho biết, ngày 27 tháng 5, nhà nước ra quyết định thu hồi huân chương lao động hạng 3 đã tặng cho công ty Việt Á. Đây là một loại tang chứng, vật chứng cho thấy chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng nhúng tay trong quá trình Việt Á lừa gạt người bệnh Covid-19 trên khắp cả nước Việt Nam. Đây không biết là hành động phi tang chứng hay là hành động chuộc tội của Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng nhúng chàm nhưng tự cho mình quyền phán quyết, triệt hạ những người nhúng chàm khác thì đây là đâu còn công bằng và công lý. Ai quyền lực cao nhất thì người đó có quyền sinh quyền sát hay sao? Luật pháp đâu và công bằng ở đâu khi chính bản thân ông ngày đêm giao giảng điều đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã dính chàm, ai đã bắt được ông. Ở nước ngoài, chuyện luận tội Tổng thống không hiếm. Vậy Trung ương Đảng có dám luận tội ông Nguyễn Phú Trọng lần này hay không? Chắc chắn là không có chuyện đó bao giờ cả. Cũng bao lâu nay người ta nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng trong sạch nên ông có quyền bắt bớ và kết tội những người phạm tội. Tuy nhiên, qua vụ Việt Á thì hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng không như nhiều người nghĩ. Ông vẫn dính chàm. Lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thường không có thói quen nhận tội hoặc chối, hoặc họ im đi, hoặc họ triệt hạ hết những ai nói đến cái xấu của họ. Ông Nguyễn Phú Trọng đang chọn cách im và ông cũng không cần phải thanh minh vì ông là cao nhất, không ai dám phán xét được ông nên không đời nào ông lại đi biện mình cả. Ông Nguyễn Phú Trọng té ra cũng không khác những người cộng sản khác.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin căn cứ Hải quân Riem và mối đe dọa cho Việt Nam. Vào ngày 8 tháng 6 năm 2022, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Thích Bành cùng Đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh Vương Văn Thiên đã làm lễ khởi công dự án cải tạo căn cứ Hải quân Riem thuộc tỉnh Sihanoukville nhìn ra vịnh Thái Lan, rất sát với biên giới của Việt Nam. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh báo chí Mỹ đã tiết lộ Campuchia sẽ cho Hải quân Trung Quốc sử dụng căn cứ này, điều mà cả Bắc Kinh lẫn Phnom Penh đều cực lực phủ nhận. Tác giả Sơn Hồng Đức có bài bình luận trên đài FA với tựa đề Căn cứ Hải quân Riem và mối đe dọa cho Việt Nam được chia sẻ. Đây là hình ảnh căn cứ Hải quân Riem của Campuchia. Phát biểu trước hàng trăm quan khách tại buổi lễ, trong đó có cả các nhà ngoại giao nước ngoài, sau khi nhắc lại rằng đã có những cáo buộc theo đó căn cứ Riem sau khi được hiện đại hóa sẽ do quân đội Trung Quốc độc quyền sử dụng. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thích Bành khẳng định, không, hoàn toàn không phải như vậy. Đối với ông Thích Bành, căn cứ Riem rất nhỏ nên sẽ không gây ra mối đe dọa hay bất kỳ của ai ở bất cứ đâu. Cùng một lập luận với Bộ trưởng Campuchia, Đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh Vương Văn Thiên thì cho rằng dự án cải tạo căn cứ Riem không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào. Đồng thời, ông Vương Văn Thiên cũng ca ngợi mối quan hệ sắt son với Campuchia là một trụ cột vững chắc của quan hệ đối tác bền chặt như sắt đá, hợp tác quân sự Trung Quốc-Campuchia là vì lợi ích cơ bản của hai quốc gia và hai dân tộc chúng ta. Sở dĩ đại diện hai chính quyền Phnom Penh và Bắc Kinh đã phải ra sức cải chính, đó là vì vào ngày 6 tháng 6, Nhật báo Mỹ The Washington Post trích dẫn một số quan chức phương Tây và Trung Quốc giấu tên đã tiết lộ rằng chính quyền Campuchia dự trù cho quân đội Trung Quốc sử dụng một phần của căn cứ Hải quân Riem sau khi được nâng cấp và hiện đại hóa xong. Căn cứ này cách không xa biên giới Việt Nam. Một quan chức phương Tây đã cho tờ báo Mỹ biết rằng các kế hoạch mở rộng căn cứ được đưa ra từ hồi những năm 2020 đã cho quân đội Trung Quốc độc quyền sử dụng phần phía Bắc của căn cứ quân sự và sự hiện diện của lực lượng này sẽ được che giấu. Đây là hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cũng theo tờ báo Washington Post, một quan chức Trung Quốc đã xác nhận việc quân đội Trung Quốc sẽ dùng một phần căn cứ Riem, nhưng phủ nhận phía Bắc Kinh được độc quyền sử dụng. Quan chức này cho biết Trung Quốc sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trên phần Campuchia của căn cứ. Theo giới phân tích, lời xác nhận của quan chức Trung Quốc đã mặc nhiên bác bỏ tất cả những lời phủ nhận mà cả Phnom Penh và Bắc Kinh liên tục đưa ra trước đây. Ý đồ của Trung Quốc đã thể hiện rất rõ, đó là lợi dụng việc Campuchia rơi hẳn vào quỹ đạo của mình để thiết lập một căn cứ hải quân nhìn ra vịnh Thái Lan, giúp Bắc Kinh tăng cường năng lực khống chế khu vực phía nam của Biển Đông. Các nhà bình luận cho rằng đây chính là sự đe dọa an ninh của khu vực, mà đặc biệt là nhằm vào Việt Nam. Chuyên gia Sâm, giám đốc chương trình An ninh quốc tế của Viện Nghiên cứu tại Úc cho rằng lời xác nhận rõ ràng của một quan chức Trung Quốc là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh quả thực đang xúc tiến việc lập căn cứ hải quân tại Campuchia. Theo chuyên gia này, căn cứ đặt tại Riem sẽ cho phép Trung Quốc triển khai chiến hạm và tàu tuần duyên xung quanh khu vực một cách dễ dàng hơn, vì hiện ngay tại chỗ thay vì cần phải đi một quãng đường rất xa như trước đây. Đây là hình ảnh vị trí căn cứ hải quân Riem của Campuchia trên bản đồ. Đối với chuyên gia của Úc, diễn biến liên quan đến căn cứ Riem là một dạng mô hình thu nhỏ của một xu hướng rộng lớn hơn trong khu vực với sức mạnh chiến lược và quân sự đang chuyển từ Mỹ sang Trung Quốc. Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc quân sự hàng đầu ở châu Á, thậm chí nó sẽ muốn trở thành cường quốc thống trị ở châu Á. Theo ông Loken, Bắc Kinh sẽ không thể làm gì được điều đó nếu không đẩy Mỹ ra ngoài và các căn cứ hải quân, hải ngoại xung quanh khu vực. Trung Quốc đã có được sức mạnh lớn trên biển so với thế giới, đó là 355 tàu chiến, và dự kiến con số này sẽ nâng lên tới 460 tàu vào năm 2030, khi
ngày một hiện đại hóa quân đội và chi tiêu cho quốc phòng tăng cao. Thủ tướng Hun Sen của Campuchia từng phát biểu câu nổi tiếng tại một diễn đàn khu vực vào năm 2021 là: "Nếu tôi không dựa vào Trung Quốc thì tôi biết dựa vào ai? Nếu tôi không yêu cầu Trung Quốc thì tôi yêu cầu ai bây giờ?" Mối đe dọa đối với Việt Nam căn cứ quân sự này của Trung Quốc đặt tại Campuchia sẽ là một mối đe dọa rất lớn đối với Việt Nam. Bằng cách triển khai quân đội của mình tại đây, Trung Quốc có thể đe dọa Việt Nam ngay tại vịnh Thái Lan và dễ dàng thọc sâu vào khu vực biển phía nam của nước này. Và cùng với căn cứ quân sự này, Trung Quốc có thể dần thúc đẩy việc tiến tới kiểm soát các con đường vận tải biển chiến lược gần eo biển Malacca, đồng thời thúc đẩy gia tăng sự uy hiếp đối với các quốc gia tại Đông Nam Á. Đây là hình ảnh tướng Thich Bach, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Nhiều nhà nghiên cứu ngoại giao Việt Nam nhận định rằng Việt Nam gần như không có chiến lược gì để ứng phó trước các hành động Trung Quốc hóa như của Campuchia vừa rồi. Việt Nam chỉ có thể cố gắng níu kéo Campuchia thông qua các lời nói suông để ru ngủ các quan chức nước láng giềng Cộng sản này, trong lúc ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản thì mải mê đốt lò ở Hà Nội. Điều này cũng thể hiện sự lạc hậu trong học thuyết đối ngoại của Việt Nam. Thế nhưng các quan chức Việt Nam vẫn tự sướng cho chính sách ngoại giao cây tre của họ. Một chuyên gia ngoại giao lâu năm cho rằng nên gọi chính sách ngoại giao của Việt Nam là chính sách ngoại giao cây thèn thẹn. Vì như vậy thì sẽ đúng hơn. Cây thèn thẹn hay còn gọi tiếng khác là cây mắc cỡ hay cây xấu hổ, cứ thấy có cái gì động vào thì lập tức co mình lại. Chính sách này mới đúng để diễn tả cho nền ngoại giao của Việt Nam luôn dị ứng trước các phản biện. Với sự lạc hậu về chính sách đối ngoại sẽ khiến Việt Nam sẽ khó giữ được các quan hệ an ninh với các phiên dậu láng giềng. Những bất ổn bắt đầu dần dần tăng lên, đe dọa tới quốc gia này.